Câu chuyện được kể khá chi tiết trên diễn đàn VOZ như sau. Em xin kể câu chuyện ma có thật, em đã từng trải nghiệm và chứng kiến. Em là dân kinh doanh shop thời trang ở Sài Gòn, nhưng dạo đó làm ăn thua lỗ, trì trệ, có nguy cơ vỡ nợ, nên em chuyển ra Đà Nẵng để làm, vừa tìm thị trường mới, vừa trốn nợ luôn. Dạo thành phố Đà Nẵng gần 2 tuần mới kiếm được một cái mặt bằng, vừa đẹp vừa rẻ, diện tích cũng khá là ok. Mừng quá điện ngay cho chủ nhà qua số điện thoại trên cửa, 15 phút sau thì chủ nhà tới. Chị chủ nhà mở cửa để em vào xem bên trong. Nói chung nhìn nội thất là em mê liền. Thuê căn nhà này khỏi phải cần sửa chữa nhiều vì nó đẹp sẵn rồi. Do người thuê mặt bằng trước làm áo cưới nên căn nhà được trang trí rất đẹp. Nhưng có một điều em rất băn khoăn là những cái lỗ được đục trên những bức tường. Cứ một lỗ thì có một gói vải màu vàng nhét vào trong đó. Tổng cộng em đếm từ tầng 1 và tầng 2 là 8 lỗ. Và nhiều nhất là ở hai nhà vệ sinh, có tới 3 gói vải ở mỗi nơi. Thêm nữa là những lá bùa được dán vào ở tất cả những cửa ra vào. Và đáng sợ hơn nữa là cái chuồng chim cu ở sân thượng. Ngay cửa ra vào sân thượng có đặt một chiếc gương được buộc một sợi dây màu đỏ ở giữa. Trong đầu em mường tượng ngay đến chuyện trừ ma, trấn quỷ, nhưng cũng không dám hỏi nhiều vì sợ chủ nhà phật ý. Tham quan căn nhà một hồi, em đồng ý với giá của chủ nhà đưa ra là 10 triệu một tháng, đặt cọc một năm. Một tuần sau thì ký hợp đồng và cọc tiền. Sau khi làm thủ tục xong thì chị chủ nhà có dặn em về một số chuyện trong căn nhà. Chị chủ bảo nhà này làm ăn được lắm, trước khi chị mua nhà đã mời thầy phong thủy về coi rồi. Khí nhà này rất vượng, dễ làm ăn, em tuổi Tỵ nên hợp lắm đó. Em chỉ biết dạ dạ vâng vâng, nhưng em có linh cảm không hay về căn nhà này. Trước khi ra về và giao chìa khóa, chị chủ nhà còn dặn với thêm: à, còn mấy cái gói vải, mấy cái lá bùa ở cửa với chiếc gương ở sân thượng, em đừng có đụng vào nhé. Bùa phát tài phát lộc, thầy làm phép đặt vào đó, đụng vào không hay đâu. Chị chủ nhà đi rồi, còn mình em với căn nhà. Trong lòng em chợt thấy rờn rợn. Thôi kệ mẹ nó đi, cứ làm tới đâu hay tới đó, biết đâu lại giàu cũng nên. Sơn sửa lại mọi thứ, khoảng tầm gần một tuần thì khai trương. Ngày khai trương vượt ngoài dự đoán của em, khách đông kinh khủng, em vui như mở cờ trong bụng. Vài ngày tiếp theo, công việc buôn bán vẫn bình thường. Khách đông nên em với ba đứa nhân viên làm quần quật cả ngày. Tối đóng cửa làm vội vài lon bia là đi ngủ. Đúng 20 ngày sau, lượng khách giảm đi rõ rệt vì người ta mua đồ gần như bão hòa rồi. Lúc này, công việc nhàn hạ hơn và mọi sự kinh dị bắt đầu diễn ra. Mấy ngày đầu, bao nhiêu là việc nên em cũng chẳng giao lưu gì với hàng xóm xung quanh. Đúng cái hôm buôn bán ế ẩm đó, ngồi buồn, em qua cái quán cà phê kế nhà ngồi nhâm nhi, thả hồn bay bổng. Đang miên man thì chị chủ quán hỏi: em là chủ tiệm quần áo đó à? Dạ, có gì không chị? Không có gì, chị hỏi vậy thôi. À, mà em ở đó nửa tháng nay có thấy gì không? Dạ, có gì đâu chị. Mà ý chị là sao? Có chuyện gì hả chị? Không sao thì tốt rồi, mà cũng không có gì đâu. Em định hỏi với theo, nhưng chị chủ nhà đã bước vội vào trong. Chị đó đi rồi, em hoang mang tới cùng cực. Trong đầu tự hỏi, hay là căn nhà đó có điều gì mơ ám? Phải rồi, những gói vải màu vàng, những chiếc gương ở cửa sổ, những chiếc bùa dán ở tất cả những cửa ra vào, cửa sổ. Hay là căn nhà đó có ma?
Tối đó vắng khách nên em đóng cửa sớm. Nhân viên ra về hết, chỉ còn em ngủ lại một mình. Cũng xin thưa là mọi hôm em vẫn ngủ một mình. Nhưng nghĩ lại chuyện hồi sáng mà chị chủ cà phê hỏi, rồi suy nghĩ mông lung, em thấy rợn lắm. Chắc tối nay ngủ không được rồi. Thôi thì kệ bà nhà nó, cứ ngủ xem sao. Tắt đèn, nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Xách điện thoại vào Facebook chém gió, nhưng không hiểu sao vẫn không gạt được hình ảnh những gói vải màu vàng, những lá bùa, ma. Tắt điện thoại, rồi lái suy nghĩ của mình qua những câu chuyện vui. Em ngủ lúc nào không hay. Không biết em ngủ được bao lâu, bỗng nhiên thấy lành lạnh ở hai bàn chân. Giật mình tỉnh giấc, vờ vội trước mền rồi nhìn đồng hồ. Đúng 3 giờ sáng. Kể từ lúc đó, em không tài nào ngủ lại được nữa. Cứ suy nghĩ miên man cho đến sáng. Thật là một đêm kinh hoàng. Sáng hôm sau, dọn dẹp tiệm xong, em qua ngay quán cà phê, rồi vờ hỏi chuyện chị chủ quán và được chị kể những câu chuyện như sau. Sau giải phóng, căn nhà này là của một cặp vợ chồng làm nghề thầy cúng, tức là thầy Pháp. Người chồng là một thầy Pháp rất có tiếng hồi đó. Ông đã trị cho không biết bao nhiêu người bị tà bệnh, khỏi bệnh. Cái nghiệp thầy Pháp thì biết rồi, gieo nhân nào gặp quả đó. Mà quỷ nó thù ghét ghê lắm. Hai vợ chồng có được hai mặt con trai, nhưng không hiểu sao cả hai đều chập mạch, điên điên khùng khùng, không tỉnh táo. Năm cậu con trai đầu lên 16 tuổi, một hôm người chồng đi cúng ở xa, nghe đầu cúng tận Ái Nghĩa Quảng Nam lận, nên phải đi từ sáng sớm. Ở nhà, người vợ dắt thêm cậu em cũng đi chợ sớm, chỉ để mình cậu con trai đầu ở nhà. Đi chợ về, người vợ mở cửa vào thì thấy trong nhà vắng lặng đến lạ lùng. Gọi mãi cũng không thấy con lên tiếng. Chạy vội lên tầng 2 thì ôi thôi, cậu con trai cả treo cổ tòng teang trên cây xà nhà bằng sợi dây đai buộc quần áo thầy Pháp của cha, chết cứng tự bao giờ, hai mắt trợn ngược, lưỡi lè ra một đoạn dài. Nói về người cha, hôm đó đang cúng cho một bệnh tà ở Ái Nghĩa, tự dưng ông có cảm giác bất an ở trong lòng. Bấm độ chỉ tay thì biết được có chuyện ở nhà. Cúng vội xong, ông bắt xe đò về nhà ngay, nhưng đã quá muộn. Ông nói rằng con trai ông đã bị ma quỷ hãm hại, và con ma này nó sẽ không để gia đình ông yên ổn. Nó sẽ gây thêm những câu chuyện thương đau xào xáo trong gia đình ông. Sau biến cố đau lòng đó, hai vợ chồng bán vội căn nhà rồi đi biệt xứ. Căn nhà này sau đó được hai vợ chồng một tiểu thương ở chợ Cồn mua lại ngay vì giá rẻ. Và thật sự, họ cũng không biết gì về ngôi nhà này cả. Gia đình họ chuyển vào sống được mấy tháng đầu thì yên ổn, nhưng sau này thì bắt đầu gặp sự lạ. Họ sống và sinh hoạt ở tầng 1, tầng 2 làm phòng thờ và để một số đồ đạc linh tinh. Nhiều đêm đang ngủ, họ giật mình tỉnh giấc vì nghe thấy nhiều tiếng động lạ ở tầng 2. Tiếng thở khó nhọc, dãy giụa, ú ớ như có người đang nghẹt thở. Rồi có lúc là những tràng cười the thé, man dại phát ra từ tầng 2. Nghe tiếng động lạ, cả nhà đốt đèn chạy lên xem thử, thì chẳng có gì xảy ra, mọi thứ vẫn như cũ. Còn một chuyện rùng rợn không giải thích được là hai vợ chồng có một bé gái 2 tuổi, nhưng không hiểu sao cứ nửa đêm là bé khóc thét lên, không sao dỗ được. Đêm nào cũng vậy, hai vợ chồng phải thức suốt để dỗ dành bé. Phần thì sợ, phần thì mệt mỏi vì phải thức đêm nhiều ngày, nên chị vợ đi xem bói và được thầy bói cho biết căn nhà này có một vong nam chết thắt cổ. Vì chết quá tức tưởi nên oan hồn vẫn còn vương vấn ở chỗ tầng 2. Thầy khuyên hai vợ chồng nên mời thầy về cầu siêu mới mong yên ổn, còn không thì nên bán nhà và chuyển đi chỗ khác ngay. Nói xong, thầy cho một chiếc vòng và một gói bùa, bảo về treo ở cổ em bé, và gói bùa thì bỏ trên gối nằm. Từ ngày xin gói bùa về thì em bé không còn khóc nữa, mọi chuyện yên ổn trở lại. Bẵng đi mấy tháng, mùa mưa cũng đến. Một ngày, mưa phùn rả rích, không ra chợ,
nên anh chồng ở nhà rủ bạn bè đến chén tạc chén thù. Rượu vào thì cơn buồn ngủ kéo đến. Ngay khi bạn bè vừa ra khỏi nhà, anh ta đóng cửa, giục vợ tắt đèn rồi ngủ luôn. Không biết anh ngủ được bao lâu, nhưng khi giật mình tỉnh giấc thì lại thấy vợ không còn nằm bên cạnh nữa, chỉ còn em bé vẫn ngủ và gáy đều đều. Cứ nghĩ là vợ đi vệ sinh nên anh cũng không để ý, cứ nằm suy nghĩ miên man. Nhưng mãi một lúc sau vẫn không thấy vợ trở ra, anh hốt hoảng bật dậy, chạy ngay vào nhà vệ sinh, vẫn không thấy. Linh cảm có điều không lành, anh phóng lên tầng 2 thì trời ơi, một cái bóng rất quen thuộc đang đứng trên cái ghế đầu, từ từ đưa cổ vào sợi dây thòng lọng, sợi dây dù mà anh vẫn thường dùng cột hàng khi trở ra chợ. Anh hét toáng lên, vội chạy đến ôm vợ rồi bế xuống khỏi ghế. Người vợ la hét, cào cấu rất dữ dội. Chị không còn biết mình là ai nữa, cứ làm nhảm. Thả tao ra, để tao chết. Thả tao ra, để tao chết. Hàng xóm xung quanh nghe tiếng la thì kéo đến xem sự tình. Ba bốn người cũng vội lao vào khống chế chị, nhưng vẫn không giữ được. Cũng may lúc đó có người hàng xóm biết chuyện, liền về nhà xách bô nước tiểu tạt thẳng vào mặt chị. Thật lạ lùng, chị không còn vẫy vùng nữa, người chị từ từ mềm nhũn ra như cọng bún. Mấy hôm sau, người ta thấy gia đình chị chuyển lên nhà ngoại trên Thanh Khê rồi đăng biển bán nhà. Từ cái lúc trở nên nổi tiếng vì chuyện ma quỷ, chẳng ai dám bén mảng tới mua căn nhà này cả. Kể từ đó, căn nhà liên tục đổi chủ, chẳng ai sống ở đó được một năm cả. Họ cứ đến rồi đi, rồi tới khi bà chủ nhà em thuê mua lại căn nhà này. Nghe nói lúc mới mua xong, chị chủ thuê thầy về cúng lớn lắm. Những gói vải màu vàng, những lá bùa ở cửa ra vào, chiếc gương chiếu yêu có từ ngày đó. Chị chủ nhà mua nhưng không ở. Rồi sau này chị cho người ta thuê mặt bằng để kinh doanh. Và cũng thật kỳ lạ, không ai thuê căn nhà này làm ăn được cả. Đầu tư nhiều nhưng rồi cũng lụi bại, phá sản. Không phá sản thì vợ chồng xào xáo, cãi cọ suốt ngày, ly hôn này nọ. Tính đến thời điểm em thuê thì căn nhà này đã có tới 5 lần đổi người thuê nhà, bún bò Huế, chè Thái, áo cưới, đến em là shop thời trang. Bây giờ thì em cũng đã ngừng kinh doanh từ cuối năm 2013. Em làm ở đó từ tháng 6 năm 2012, ngày âm lịch. Tới gần ngày Tết âm lịch 2014 thì em nghỉ. Tính ra thì ở được hơn 1 năm rưỡi. Nhiều người nói em hợp vía với nhà này nên làm ăn được. Hiện tại thì người ta đang kinh doanh áo cưới ở đó, không biết có tồn tại nổi không. Vì lý do tế nhị nên em xin được giấu địa chỉ căn nhà này nhé. Đồn đại lan rộng thì tội nghiệp cho khổ chủ vào thuê sau em.